Ôi, hôm nay thì Sizo sẽ đi đón chị Sữa đang đi học khóa tu ở chùa Cao Linh về nhá. Đấy, con cá hửng ôn hoa vào cũng ướt hết ô rồi. Để bây giờ đi vào tìm xem chị Sữa đang ở đâu nhá. Xem là đang ở chỗ nào nhá. Đã được ra ngoài chưa hay là đứng đợi. Mình cầm đến 3 cái ô điện này. Đấy. Đây là Sizo đấy, rất là háo hức đón chị. Tôi đi trước đi cả ô, con giải ô to ra. Ấn không? Đấy. Đâu rồi, có nhìn thấy chị ngồi đợi không? Chị là sợ chị đang khi ở trong kia rồi. Bây giờ các bạn đang ngồi chờ bố mẹ đón đấy. Con đi trước đi. Nó quay review rồi, quay được cái siêu sau chứ kìa. Cái bông kiểu gì đấy à, đây. Giới thiệu với các bạn nhé, đây là Sizo nhé. Đấy, sang năm Sizo sẽ vào tour ở chùa này đấy. Không cái gì mà không. Nhưng nghe đi để trưởng thành hơn đấy, ngoan hơn chưa, ở nhà chơi game nhiều quá là cho ra đường ngay. Đấy, người ta đang trả người đấy. Sao đấy bẩn à? Tôi đừng gãi thì phải rửa chân thôi. Tí có chưa nước làm thì con đón rửa chân. Đấy. Sắp đến nơi rồi các bạn nhá. Rất là hồi hộp. Không biết là chị Sữa sẽ như thế nào. Ok kìa. Dặn thoi vào. Nhanh nhanh đi. Đi trước đi. Trời ơi. Vô cái gì đấy. Hôm nay lại mưa gió. Hôm nay mưa rất là to. Đấy, đi vào đây. Xem sữa đâu rồi. Đi sữa đâu rồi. À, chắc đang chụp ảnh nhỉ. Chị Sữa đâu? Xin chào chị Sữa nhá. Hôm nay nhá, em có món quà tặng cho chị thôi. Xe à? Em tự tay làm được luôn. Tự tay đi gấp. Đấy, bác cầm cho. Đi, hai chị em mua mỗi ô hay như nào. Hay lấy ô to đi. Lấy ô to đi. Đưa vào đi ô đi cho. Đây, hai chị em lấy ô này. Đây, Hân cầm ô này. Hai chị em một cái ô này để túi ô này. Rồi. Rồi đây, đi. Quay về nhá. Con lấy ô bật ô lên. Đi. Đi. Đi thôi. Lấy đường. Tèm. Khổ đâu chị? Khổ đâu? Sướng chứ. Ở đây có mất khổ đâu chị? Kìa em hỏi có khổ không kìa? Khổ đâu khổ? Khổ đâu? Em không khổ đâu. Sao người cuối chơi vui đúng không? Này nhớ, con mấy đứa nó bé ông mày nó đi đấy. Có một em hay năm nay em sẽ bán lớp còn em đi đấy. Mày biết không? Sao hôm qua còn bạn nào dưới hồ kia mới. Thấy chưa? À, thật á? Ở đây có ao à? Vâng, xong rồi. Tao là nhà kia lần trước, ba con mình ngồi không? Ừ. Đấy, ngay xuống đấy á. Ừ. Xong đáp cả anh Tiến Anh, xong rồi. Chị An đi về
Đấy. Sao Lâm đi nữa mà.